thấy mệt cái hình hay là để mình. Ready. Get set. Go. Chỉ làm em thôi gì để đây luôn đi thôi đô lấy cái bao em vô không có chơi nữa đô mo ao lên đem chai rượu vô ra ngoài không hay là ở đây thôi chứ rượu để đây đi giờ muốn quýnh rồi đó con can đó đã giờ nó tức lắm đi ra đi vô nó quýnh rồi đó thiệt phải đi giỡn hả đó thâu luôn là đó thấy không thôi ăn đi chị hai không xếp vòng tay chị và cháu sẽ nhìn cánh tay thì đầu tiên trước đấy là nhìn cánh tay trước hết chúng ta nhìn đến Chúa của chúng ta cảm ơn Chúa và chị ơi cứu rỗi của Ngài. Thánh ca mà chúng ta vừa hát qua đó là niềm tin của chúng ta bắn đi Chúa của chúng ta, nhưng mà cảm ơn của Chúa. Chúa biết được những nỗi đau của chúng ta, Chúa cũng biết được những yếu đuối của chúng ta, nhưng mà cảm ơn Chúa. Đây đó là yêu Chúa đã cứu tôi. Và tôi nghĩ riêng trong tài nhiệm màu ở đây sẽ là ơn Chúa học lớn vô biên. Trước tiên cả gia đình nhìn thấy Chúa và tạo ra Chúa của nó. Những cái lớn nữa này cũng là phần năng tan. Chúng ta nhớ đến người chồng, nhớ đến người cha của mình. Tôi cảm tạ ơn Chúa trong khoảng chừng 6-7 năm trước đây khi mà anh nằm trong bệnh viện. Cái chân của anh đã bị nhiễm trùng rất là nhiều. Và tôi nói chuyện với anh và bác sĩ lúc đó cho biết rằng có thể phải cắt cái chân của anh. Nhưng mà lúc đó anh rất là bình an. Cảm ơn Chúa về điều đó. Anh nói rằng đây là những điều mà anh phải trải qua, thì anh sẽ sẵn sàng trải qua và cảm tạ ơn Chúa cho theo dõi. Và sau đó rồi thì anh cắt chân tôi vào thăm anh. Lúc đó chân không còn nữa, anh nói chuyện tươi cười. Và tôi nghĩ rằng những điều đó để lại yên thương cho gia đình. I want to share this because I want to let you know that he is resilient, he is strong man, and facing what he faced it with strength, with determination. The reason because he has his wife, because he has his children. And I think he set that example, and I want to mention that to you. Be proud of your husband, be proud
your husband and remember your father. He recovered. And I visited him when he recovered. And he said, he asked me to pray for him that he could be well and ready. And I said, you take it easy now. And he said, I must work. I have my wife, I have my family. I want to share that with you. And again, in that sense, he leaves you an example of a loving father and a caring father in the highest sense. Why? Follow his example as you wear the mourning veil. Kính là Chúa là cha nhân từ của chúng con. Bây giờ này chúng con cảm tạ lời Ngài. Bởi vì ơn từ ái của Chúa, chúng con không ai xứng đáng để chúng con nhận được sự cứu rỗi cũng như sự sống đời đời mà Chúa ban cho chúng con. Nhưng mà bởi tình yêu thương ở biển của Chúa mà Ngài cứu con, Ngài cứu chúng con, chúng con cảm tạ lời Ngài. Chúng con cảm tạ lời Chúa và chúng con cảm thấy quả. Đặc biệt tin lời Chúa của Thế Giê-xu là Chúa chúng con, tất cả chúng con đều không hoàn hảo. Tất cả chúng con đều là những người mà nói rằng tội lỗi của chúng con rất là nhiều và chúng mắc Ngài. Nhưng mà tình yêu thương của Chúa và vì ơn lạ luôn của Ngài, chúng con nhận được sự cứu rỗi, sự sống đời đời. Chúng con cảm tạ ơn Chúa Ngài ban điều đó đến với anh. Và giờ này gia đình nhận bệnh anh ta, chúng con cầu nguyện xin Chúa giúp cho để gia đình hướng về Ngài, sự an ủi đến từ Chúa. Chúng con cầu nguyện cho chị, cho các cháu hướng về Ngài, cảm ơn Ngài.
Bởi vì người chồng của mình, người cha của mình, người chú của mình, người bác của mình. Yên nghỉ trong tất cả yêu thương của Chúa và yêu thương của Ngài. Và Chúa có cầu nguyện và xin Chúa giúp đỡ cho những gương hết sức tốt của lãnh đạo chúng tôi, người chồng, người cha. Gương đó sẽ giúp đỡ cho cả gia đình để cứ tiếp tục tiến tới trong những ngày khó khăn, đối diện những hoàn cảnh khó khăn. Bởi vì có gương của người chồng của mình, có gương của người cha của mình. Chúng con nằm ở ngày. Và điều quan trọng hơn hết, chúng con cầu nguyện đó là cả gia đình là Chúa hướng về Ngài. Giao phó đời sống của mình một cách trọn vẹn lớn với Chúa, tin rằng nhận tiếp nhận Ngài là cứu Chúa của mình. Và để rồi Ngài Chúa Giêsu chúng con trở lại tất cả những người thân thương nhất của bà Thánh Còn sẽ đoàn tụ, sẽ gặp lại anh Ngài Chúa Giêsu chúng con trở lại. Và chúng con cầu nguyện về những lời này mang đến sự an ủi cho gia đình. À, trong những ngày sắp tới chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Mời quý lễ cùng nghe tiểu sử anh Phạm Tốt Toàn thân gia đình rồi cho nên Phạm đang cho chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nghe lời Chúa trong Thi Thiên đoạn 90 từ câu 1 đến câu 12. Trân trọng mời thầy Dương Khắc Thiệu. Chúng ta đứng lên để nghe lời Chúa. Chúa được chép trong Thi Thiên từ câu
Chúa thì đời này qua đời kia, Chúa là nơi của chúng tôi. Trước khi đứa non chưa sinh ra, đất thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở vào vòng cho và phán rằng: hỡi con cái loài người, hãy trở lại. Vì 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày vừa qua đã qua rồi, giống như một căn của đêm. Chúa làm chúng ta trôi đi như nước chảy cuồn cuộn, chúng nó khác nào một giấc ngủ. Ban mai họ tựa như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày cỏ nở bông và tôn tươi, buổi chiều ta cắt nó và nó héo. Thật, chúng tôi bị hao mòn cơn giận của Chúa, bị bôi nó chúng tôi tan mất như hơi thở. Người ta chúng tôi biết được bản thân ngươi, còn nếu mặt trẻ thì nên sao tươi. Sau sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và hùng thảo, vì đời sống trong qua rồi chúng tôi bày mượn gì. Ai biết sự giận của Chúa tùy theo sự kính sợ sinh ra cho Chúa, ai biết xin sự nó này Chúa. Cầu xin Chúa để chúng tôi biết đến các ngày chúng tôi. Amen. Xin Chúa đã bị an toàn. Các bạn nghe chủ đề của hôm nay, chủ đề là đời người. Xin cảm ơn sự chào đón. Kính thưa thành viên, kính thưa tất cả quý vị, khi chúng ta đối diện với sự quan hệ tình người, mọi người chúng ta dù ít dù nhiều vẫn nghĩ về cuộc đời của con người trên đất, nghĩ đến kiếp người. Mọi người chúng ta đều được sinh ra và có mặt trong cuộc đời. Và chúng ta cũng biết rõ một điều, sự có mặt của chúng ta trong cõi đời này không phải là chuyển biến, nhưng mà chỉ một thời gian mà thôi. Người già, người ngắn, nhưng mà rồi mọi người đều phải bước qua cánh cửa, đó là sự kiện. Và cuộc đời trên đất chẳng biết. Mỗi xe khi dẫn truyền tâm của Chúa trong cái xe đi trong phan mạc để về đất cứ. Và 12 triệu người từ 40 năm đã chết trong phan mạc. Và khi ông đứng trước đi đối diện với sự chết như vậy, đối diện với cái đời người ngắn ngủi như vậy, thì ông nghĩ đến một tấm kính này là Thiên Chúa. Và ông biết Thi Thiên 90 với những con lựa chọn với tất cả tâm lòng hướng về tấm tạo hóa để Thiên Chúa về thành lễ Chúa. Từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng ta. Trước khi chúng con chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Hôm nay, Đức Chúa sẽ ra đời của anh. Cuộc đời không đẹp lâu lắm, nhưng mà cũng không quá ngắn ngủi. Trong giây phút kính thưa anh, tôi muốn đặt quý vị quý về đi đến cuộc đời của con người trên đất, ngắn gọn là dựa vào kinh thánh trong Thi Thiên 90 viết bởi nhà lãnh tụ lỗi lạc của dân Israel, của dân Nga Thảo. Trong Thi Thiên 90 từ câu 1 đến câu 12, ít nhất chúng ta thấy có 3 điều quan trọng cho em. Thứ nhất là sản nghiệp của đời. Thứ hai là tấm định đoạt loài người, đời người. Và thứ ba là định hướng của đời. Thứ nhất, đặc điểm của đời. Đặc điểm thứ nhất của đời người mà Môi-se viết ở đây là đời người thánh ngủ.
Chúa có thứ 10 tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn những mạnh khỏe đến 80, nhưng sự kêu căng của nó có quá là đau khổ và buồn thảm. Vì đời người chóng qua, rồi chúng ta phải học đi. Cuộc đời chóng qua. Dù chúng ta có thể sống 100 hay là trên 100 đi nữa, nhân sinh mắc tới vi kỷ, đời người 100 năm theo quan điểm của người xưa là giới hạn. Nhưng mà cái những người vượt qua giới hạn đi nữa thì 100 năm so cả với những hạn cũng chỉ là trên cuộc đời mỗi người chúng ta nhận biết rằng cuộc đời chúng ta mới ngày nào đó chúng ta còn tóc xanh, bây giờ hầu hết chúng ta tóc bạc. Một nhà thơ nổi tiếng của đời đường đã viết bằng khi nhìn về cuộc đời ông đã biết muốn bất biến hoàn hảo chi kỷ tin tương lai một lưu một đáo hải bất phục hồi hữu bất kiến cao đường minh tính đi thành mát chiêu cho thanh khi một thiên nhiên anh không thấy nước sông này từ đêm chảy xuống và không bao giờ trở lại anh không thấy nỗi buồn của một người xưa tóc bình trong gương buổi sáng như tơ xanh mà cổ đã như xưa cuộc đời là một thể loại vui vẻ mấy ngày nào cũng đỏ xanh và thấy tóc là quý ông bà anh chị em cả đang quý của chúng ta nhìn lại cuộc đời chúng ta có nhiều quá cuộc đời trôi qua cuộc đời ngắn ngủi và lời Chúa cho ở đây nói rất là rõ về đường người trôi qua rồi chúng ta sẽ mất đi. Điểm thứ hai, đặc điểm thứ hai của đời người mong manh, chẳng những ngắn ngủi mà lại mong manh nữa. Câu thứ 5, câu thứ 7, năm 1990, Chúa khiến chúng tôi đi dọc nước lũ. Chúng giống như một giấc ngủ, tựa như cỏ với một ban mai, buổi sáng lên nở bông và tốt tươi, đến chiều nó tàn tạ và khô héo. Bởi câu dẫn của Chúa các ngày chúng tôi vừa qua đi, năm chúng tôi tăng bóng như hơi thở. Câu đời chúng ta mười tháng đó rồi không có mấy ngày nào chúng ta mà thấy anh Phạm Tân Toàn với chúng ta. Tôi nhớ khi anh nằm ở bệnh viện tôi đến thăm và những việc mà hợp mặt với gia đình cũng có dịp gặp anh. Một trong những đặc điểm của anh Toàn tôi ghi nhớ là lúc nào cũng cười gặp anh cũng cười rất là vui quá và chúc những người rồi khi chị công an đang sinh hoạt tổ thanh sau giờ thờ hay đêm anh và mỗi chúng ta tôi tin rằng cả quý vị và cô được kiến thức điều này không phải riêng cuộc đời của Toàn mà cuộc đời mỗi chúng ta đều có thể ra đi bất lên sinh hữu hạn tử vô kỳ. Sống thì hơi có cái mốc định rõ ràng. Mọi người chúng ta đã giết ngày sinh của mình. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, tất cả các mặt ở đây, có ai biết được cái ngày mình sẽ qua đời? Tôi tin là không. Chúng ta không biết điều gì xảy đến trên cuộc đời chúng ta ngày mai. Vì cuộc đời như là Chúa, như bông hoa sớm nở tối tàn, như bóng câu hoa cửa sổ, như giấc kê bạc, đời người đứng trước sự ra đi của một người, nhất là người thân. Chúng ta là cảm nhận điều đó càng rõ rệt hơn. Cuộc đời chúng ta thật là mong manh, vừa ngắn ngủi vừa mong manh. Và điều thứ hai, trong thiên nhiên này cho biết về đời người. Cuộc đời chúng ta ngắn ngủi mong manh, nhưng chúng ta biết rằng đấng định đoạt đời người là đấng vĩnh hằng. Đó là điều quan trọng. Tất cả những gì trong cuộc đời
thi thiên 90 đã viết: trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, Thiên Chúa, hay là người Việt chúng ta gọi là ông trời, là đấng vĩnh hằng, đấng có từ trước vô cùng và còn đến đời đời, đứng trước sự mong manh của đời người, nơi nương tựa duy nhất và vững chắc cho cuộc đời chúng ta là đấng vĩnh hằng, là Thiên Chúa. Cảm ơn Chúa anh bảo sinh ra trong gia đình Thiên Chúa, anh đã cầu nguyện tin nhận Chúa là Chúa. Dù trong cuộc đời cũng có những lúc yêu thương, có những lỗi lầm nhất định mà mỗi người chúng ta cũng vậy, nhưng quan trọng là đức tin của anh đã đặt nơi ơn Chúa rồi. Đây là những đức sức mạnh của anh. Tôi thưa với anh đi, cuộc đời mỗi người chúng ta rồi cũng bước qua cả quyền chết ông ai khỏi đây. Vấn đề quan trọng là sau cánh cửa này chúng ta sẽ đi về đâu? Đấng định đoạt cuộc đời của chúng ta là Thiên Chúa vĩnh hằng. Cho nên niềm tin của chúng ta, nơi an trú cuộc đời của chúng ta phải đặt trên là Đấng định đoạt cuộc đời của chúng ta là Đấng Chúa để bàn bạc. Thì câu Kinh Thánh trong Thi Thiên 90 câu 3, câu 4, câu 7, câu 8 cho chúng ta biết rõ rằng Chúa khiến loài người trở về cội cao mà phán rằng: hỡi con cái loài người, hãy trở về các cội. Chúng ta sinh ra trong cuộc đời, con người chúng ta được tạo dựng bởi bụi đất như lời Kinh Thánh biết. Thiên Chúa lấy bụi đất đã lên, và bụi đất này cũng sẽ trở về với các con sơn là biết hạt bụi nào có kiếm sông sơn để một mai tôi trở về. Thì chúng ta biết rõ một điều, mỗi người chúng ta trở về các bụi và điều đó ở trong chương trình của Đức Chúa Trời. Thiên Chúa vẫn là đấng nắm giữ cuộc đời của mỗi chúng ta. Tất cả anh em cũng biết, chưa khi chưa có một ngày trong cuộc đời chúng ta thì những ngày chúng ta được ghi vào trong sách của Chúa. Thiên Chúa là đáng chú ý, đáng chú ý. 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một cánh cửa đây. Khi chúng ta biết Thiên Chúa là đáng chú ý cuộc đời của chúng ta thì chúng ta phải đặt cuộc đời chúng ta trong sự quan trọng của Chúa, trong sự nhận xét. Tôi nói với các bạn, đền cứu cho cuộc đời chúng ta. Biết cuộc đời chúng ta là ngắn ngủi, là mong manh, nhưng mà sự ngắn ngủi mong manh cuộc đời chúng ta, những ngày tháng của cuộc đời chúng ta hết sức quan trọng, vì nó quyết định cho cả cõi đời đời của chúng ta. Bởi lẽ đó chúng ta phải có một định hướng cho cuộc đời. Trong những ngày chúng ta còn sống để làm, khi chúng ta nắm nhắm mắt lìa đời thì sự quyết định là bây giờ lúc này ở đây là lúc chúng ta quyết định cho cõi đời. Các bạn nhìn ở đây là chúng ta thấy có nhiều hai điều quan trọng để chúng ta phải tìm nơi an trú cho cuộc đời của linh hồn của mình. Mới đầu Thi Thiên 90, tôi sẽ đã biết lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở chúng ta. Anh bảo tôi quả tìm đã có một chỗ an trú cho linh hồn của mình trong cõi đời này. Cuộc sống của người trên đất này là mong manh, nhưng mà chết không phải là hết, quý vị. Tiếng Việt chúng ta rất là rõ ràng. Chúng ta không gọi một cách ngắn ngủi và nó
chúng ta biết rằng Thiên Chúa là tấm đời đời để bảo vệ chúng ta, dẫn dắt chúng ta trong cuộc đời. Những phong ba bão táp trong cuộc đời này, bàn tay yêu thương của Chúa vẫn nắm giữ chúng ta. Khi chúng ta đặt linh hồn chúng ta trong Chúa, tin nhận Chúa là Chúa, Chúa thì Chúa tạo dựng nên con người chúng ta. Với tình yêu đời đời của Ngài ban cho chúng ta sự sống. Và khi con người phạm tội chấp nhận lại Thiên Chúa thì Chúa vẫn tiếp tục yêu thương. Và vì yêu thương con người, Chúa đã bằng lòng đến trần gian này là người chịu chết thập tự giá đền tội cho chúng ta. Để rồi tha tội cho chúng ta, cứu rỗi chúng ta, để chúng ta nối lại mối tương giao đã bị ngăn cách vì tội lỗi của mình. Chúng ta được làm con của Thiên Chúa, sống trong tình yêu, trong sự quan trọng che chở của Chúa. Bây giờ là thế này, tôi cùng lời chúng ta hãy đặt đức tin của mình trên Chúa. Đã nói yêu chúng ta bằng tình yêu đời đã chết cho chúng ta. Thế rồi cuộc đời quý vị trên đất này và cả cõi vĩnh hằng được bảo vệ, được an trú trong vòng đá của mộ thơ đại là Thiên Chúa. Nhằm biết sự mong manh ngắn ngủi của kiếp người để chúng ta có lòng khôn ngoan của người Chúa, để chúng ta sống trong sự chân chất giữ gìn và chúng ta cũng biết trân quý và sống có ý nghĩa mỗi ngày. Câu thứ 12, câu cuối trong phố Kinh Văn quý vị nghe: cầu xin Chúa dạy chúng con biết đến các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Cũng đời chúng ta nghe được, cho nên mỗi ngày chúng ta sống trên đất này vô cùng giá trị quý vị. Chúng ta đến là đến những gì có giá trị, không ai đến những chiếc lá vàng rơi trừ những khi sĩ. Bình thường chúng ta phải đến những gì và mỗi ngày khác trong cuộc đời chúng ta rất có giá trị. Nên Môi-se có sự khôn ngoan, ông đã biết xin Chúa dạy chúng con biết đến các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Khi chúng ta biết cuộc đời những thời gian mà chúng ta có trong cuộc đời này là vô cùng quý giá, thì chúng ta trân quý những thời gian mà Thiên Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày. Bởi vì thời gian trôi qua không bao giờ trở lại. Bùn lưu đáo thải bất phục hồi, với dòng nước chảy xuống mà không bao giờ trở lại. Cho nên mỗi ngày trôi qua là trôi qua bình tiền. Bởi vậy, xin Chúa cho chúng ta cùng biết trân quý mỗi ngày đời chúng ta sống có ý nghĩa. Mà cuộc sống có ý nghĩa là cuộc sống theo sứ mệnh của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta, chưa biết rõ những gì là tốt đẹp cho cuộc đời chúng ta. Và khi chúng ta bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa, thì chúng ta sống trong sự khôn ngoan. Kinh Thánh của nó thì đã rất là rõ, kính sợ Chúa hàng hữu là khởi đầu của sự khôn ngoan. Nhằm biết đấng thánh đó là sự phóng sáng. Cho chúng ta mọi người chúng ta an nghỉ hơn tất cả chúng ta còn ở đây. Chúng ta sẽ trân quý mỗi ngày chúng ta sống khôn ngoan theo sự dẫn dắt của Thiên Chúa. Và khi chúng ta có một ngày tốt đẹp là có cả một cuộc đời tốt đẹp và có cả một hội đình hạnh tốt đẹp. Thưa đại diện thưa quý vị, đời người là ngắn ngủi và tương lai của cuộc đời ở trong tay của Đấng Đứng Thẳng. Cho nên phải đặt cuộc đời chúng ta an trú trong vòng đá của mọi thời đại là Thiên Chúa. Và biết trân quý từng phút giây của cuộc sống của Thiên Chúa ban cho chúng ta trong sự dẫn dắt. Quý vị sẽ nhận được phước hạnh của cuộc đời và phước hạnh của cả đời. Thank you.
Cảm ơn Chúa. Chúa ở đây, không lỗi Chúa đầy các quý đồ, thành kiến của cô, nhắc nhở cho tất cả chúng ta cùng có mặt hôm nay, như là cùng có cố. Điều thì rất là thiêng liêng, điều với gia đình, để chia sẻ yêu thương, để chia sẻ kỷ niệm, tạo với nhau. Chúng tôi xem lỗi, I'm going to have to go.
Phim đi, tại hồi đó là thường hay đi coi phim tại anh chồng.
chỉ coi phim thôi. Thế là nói giờ đi coi phim đi, nó thôi em đi. Tại vì đâu có biết tiếng đâu mà đi vô cổng rồi cũng đâu có mà hiểu nó nói cái gì. Em đừng có lo, em cứ đi đi, anh ngồi kế bên anh không dịch cho được đúng không? Anh dịch, anh không dịch cho em hiểu. Rồi anh nói hoài, mình thấy anh nói hoài thôi ok, tao đi. Thì lần đó là mình nhớ cái lần đầu tiên coi phim ở bên Mỹ này là anh dẫn đi coi cái phim Con Cá Mập. Mà mình đến thì mình thích là công chúa này kia, còn mình đâu có thích cá mập. Mà anh cho anh dẫn mình đi coi cá mập á, mình ghê, mình cắn người ta, sợ thì phải sợ. Rồi lần này cái vô cái mình cũng đinh đinh là anh sẽ không dịch cho nha. Cái khi mà mình vô phim rồi thì mình nói căng thẳng như lắm. Cái mình hỏi anh nó nói gì vậy? Cái anh ấy không, chưa đâu, cốt này không có gì đâu, cốt này chưa quan trọng, chờ tí. Rồi cái mình cũng chờ tới cái cốt chút nữa. Cái mình hỏi anh nó nói gì vậy? Còn thì nó nói anh không biết, anh cũng không biết tiếng Việt nhiều, anh không hiểu tiếng Việt nhiều. Anh cũng nói vài câu sau khi chút xíu nữa cái mình cũng hỏi nữa, tuy mình không có hiểu. Cái mình gắng mình hỏi cái đừng nói là tới hết bộ phim luôn là không có thông dịch gì hết, là coi như là chỉ nhìn hình mà để mà đá cái phim thôi, chỉ nhìn hình đó phim thôi. Thì từ đó về sau cũng học được bài học là thôi mình ráng học tiếng Anh đi, chứ còn mà cứ chọn chờ thông dịch như vậy là sẽ không bao giờ là hiểu được gì hết. Đó là cái niềm mà nhớ nhất về anh. Biết anh lúc nào cũng thương, nhất là với con cháu, anh rất là thương những đứa cháu. Anh lúc nào cũng chiều nó, tụi nó là số 1 với anh. Cho nên là anh đi biết chắc các cháu, các em, anh chị, tất cả đều nhớ anh. Nhớ anh nhiều. Và bí quốc là sẽ gặp anh đi trước. Bây giờ mấy đứa cháu có kỷ niệm muốn nói, muốn share với lại cho tất cả mọi người ở đây biết về cậu Nguyễn Tư. Hello.
Chúng con đến sĩ và đã em cho người sĩ xin chào con là Minh Hồng, con là Giáo Thái who just told. I'll be sharing my reason from my childhood. There were many fond memories that I often knew from when I was young. My sisters and I were always full of the numerous toys and treats I remember the big day of late, watching different shows or movies like Sensei, a series of unfortunate events as a never ending story. Another memory I had from was when my dad had his old Mitsubishi Spyder convertible. So Doug would always take my sister and I to different places. But before we went, he drove us around the block while waiting for one of us to get in. We picked up the car and positioned ourselves there. My sister and I always thought things were going out, so we spent all of our lives at home. It's one of my favorite memories. I wish I was able to spend more time with him, so I'm happy to be sad. Hi, I'm Naomi. Hi, Naomi. I love that he always expressed his love to his nieces, and no matter what, he always told us, I love you, every chance he got. He will always be in our hearts. Yeah, good morning, everyone. I'm from Dustin. At home, they call me Dan. I just want to share a brief memory with them. My cousins love. This guy's got the biggest heart and also the biggest trash talker ever. Every time I meet up with them, we're always going back and forth talking trash, but you know what, let me tell you, this guy has a real big heart, like the biggest heart. Growing up, I never knew him. I just recently knew him for maybe like 10, 15 years, but every time I come down to San Diego, he'd be like, hey man, let's go do this, let's go do that. And he always challenged me. Always like, hey, I can beat you in this, I can beat you. I'm like, no, you can't. You're too old, bro. But he's like, no, I can beat you. You know what? Sometimes the older guys are wiser, and he does. But you know what? He instilled in me something. Take on the challenge. Don't be like, you know, be a chicken, you know? The last time I met him was back in 2019 before I deployed. I told him, I was like, hey, bro, take good care of yourself because I want to come back and see you. And he told me, he's like, you take care of yourself over there overseas. You know, he held my hand and said, I thank you for your service. I don't really know if you meant whatever, but you know, he cared for me. And I told him I'll come back and see you. And the last time I saw him was in March of 2023, when he did pass away. And at that time, he was going through a lot of stuff. And you know what? I told him the same thing. I'm like, bro, I'm about to leave again overseas, my second deployment. I told him this time, I know his health was kind of deteriorating. And I told him, hey, bro, I want to see you before I come back, or at least when I see you when I come back. And he held my hand and said, I'll wait for you. I feel this is not how I want to see me, but I know that you're in a better place. Meet up there and wait for me. Because we will see you again. I will see you again. Did not know any English whatsoever.
I didn't know the culture of this beautiful world. I didn't know anything about sports or video games. But he was able to introduce me to many of the sports that I know today. Baseball, whenever Taylor and Tyler has their little league games, he will take me to go see them in the cross and play. Football, he would be the one explaining to me the sport of the sport, and golf. I've never played golf ever in my entire life, but he showed me how to play. He showed me how to swing the golf, and ultimately I still fail at playing golf, but it was a memory that I cherished with him. It's sad to not be able to talk to you again, but I'm glad that later on we can be together again as a family. Thank you. Khóc khi bà của mẹ lìa đời.
ngàn cảm thông. Ngài hiểu rất rõ cuộc đời chúng con là những con người, nhiều khi mang tiếng con người như bao nhiêu người vẫn thường suy nghĩ theo chức lý của họ. Ôi Chúa, xin Chúa đến và an ủi. Xin Chúa đến và la ráo nước mắt. Xin Chúa đến và biết tâm lòng của từng một, là những người thân yêu, là mẹ, là vợ, là con, là cháu, là những bạn hữu thân thương của toàn, là những anh chị em trong Chúa, là những người đã cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau. Ôi Chúa Thánh Linh, chúng con cầu xin Chúa đến và an ủi tất cả mọi người chúng con và ban ơn giúp cho chúng con biết rằng toàn đang được an nghỉ ở trong vòng tay yêu thương của Chúa. Chúng con biết tới Chúa cùng, xin nhắc nhở hộ chúng con những người hiện diện buổi sáng này. Chính chúng con biết rằng tất cả chúng con đều phải đối diện, tất cả chúng con đều phải cùng đi trong một con đường này. Nhưng xin Chúa ban ơn và giúp chúng con để chúng con sẽ chọn cho mình cuộc đời vĩnh viễn, phước hạnh được ở trong nhà, ở trong vòng tay yêu dấu của Chúa, chứ không phải chỉ là những con ngày ngắn ngủi tạm bợ của cuộc đời. Lạy Chúa, một lần nữa cầu xin Thánh Linh của Chúa ở cùng và an ủi gia đình, an ủi tất cả chúng con, những người hiện diện. Ban cho chúng con biết rằng chúng con là những người bước đi với Ngài, thì khi chúng con nhắm mắt lìa đời, đó là lúc chúng con bước vào một cuộc đời mới và chúng con sẽ được vĩnh viễn ở cùng Ngài trong thiên quốc vinh hiển của con cả Ngài. Đây là giờ phút vinh diệu vô cùng cho toàn, để cớ toàn được gặp mặt, được đoàn tụ, được đối diện với Chúa là đấng mà mình yêu mến. Chúng con biết ơn Cha vô cùng và thành kính dâng có mọi người chúng con trong một thái yêu dấu của Chúa và cầu nguyện nhân dân Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý vị cùng an toàn. Như lời Chúa nói, chúng ta biết thì và đã được an nghỉ, và đây là điều phúc bên nhiều. Vinh thay cho con, vinh diệu vô đôi, vinh thay cho con, vinh hiến đời con. Lúc bao nhiêu được em nghĩ thật yêu bấy, ước vinh diệu là bấy. Sự không còn thấy đau nữa ở trên đời này.
an toàn là chúng ta đi về một nơi mà chúng ta lợi dụng và chúng ta còn lợi lại quý gia đình, quý gia quyến và còn lợi lại những sự thương nhớ với sự bao nhiêu sự suy nghĩ, sự tình cảm đối với người thân và gia đình thật là vô cùng là vui lòng và đầy đủ ý nghĩa. Do đó, một lần nữa, còn các vị thần sang vô chỉ có lời cầu nguyện và trông mong về đấng thân linh đã đấng sẽ là đấng an ủi gia đình và hết cả tất cả chúng ta về những sự chia tay này. Và nguyện với thân linh lúc là thần bác tuổi lúc nào cũng kế bên các thành viên của gia đình trong sự tâm mọi sự hàng ngày hàng giờ trong cuộc sống của mình, trong tâm tưởng này và lắng nghe những thân linh là đấng sự an ủi để sẽ hướng dẫn chúng ta sống tiếp tục trên cuộc đời này có ý nghĩa và làm vinh hiển cho Ngài. Và một lần nữa là xin phân vinh của thầy giáo được. Tôi xin đại diện cho ba nam giới phụ nữ hội thánh Tin Lành San Diego chân thành chia buồn cùng bà Diệp Công Văn và toàn thể đại ta quý. Sự ra đi đột ngột của người thân trong gia đình chắc chắn không thoát khỏi sự nhớ thương luyến tiếc. Hallelujah, cảm tạ Thiên Chúa vì chúng ta có một niềm tin nơi Cha thân thượng, hy vọng sẽ có một ngày chúng ta sẽ đoàn viên nơi nước trời. Nguyện Thánh Linh an ủi và Diệp Công Văn cùng toàn thể đại ta quý trong khoảnh khắc tạm chia tay này thành kính cầu nguyện. Tôi không biết.
thưa anh chị, có một điều đó là chị không biết tiếng Anh nhiều, mà các cháu lên đây mới còn tiếng Anh không à. Chị không hiểu các cháu nói cái gì. Tôi cũng biết chút ít tiếng Anh mà tôi không có hiểu mấy cái cháu nói cái gì đâu. Thì cái cảm giác cũng như là như cơm mà mới qua đây mà đi xin đây thấy hình không không hiểu nói cái gì. Thì tâm trạng của chị con văn ngày hôm nay ngồi đây thấy cháu lên nói không biết cháu nói gì trơn à. Ngay từ lúc đó em không hiểu cái nó nói cái gì nữa. Thành ra đó là một điều rất là buồn. Nhưng mà em muốn nói cái gì đó là em đã cảm lòng với chị đó. Có hai người được thánh khóc vô mình chứ khi chị bị công văn đến đây nói trong lòng cha mẹ của con gái nhớ tới con dạ tốt có một hai đứa con trai cũng có nhiều đứa con gái nữa khi đứa con trai của ông qua đời tưởng là chết thì ông kinh thánh chết như thế ông xé quần áo mình lấy bao bóng bên mình và để tang cho con mình lâu ngày. Người thứ hai là cô David có mười mấy đứa con trai, cô gái không kể, tôi nghĩ cũng có nhiều ba đứa. Một đứa con ông bị qua đời đầu tiên ông để tang cho con mình luôn luôn. Cái lòng thương của cha mẹ của con cái vô cùng, dù không biết bao nhiêu là con một đứa ra đi thì nó có lòng cha mẹ rất là lòng rất là thương cảm lòng chị. Điều mà chị nói lên từ nãy muốn nhắc lại cho các con cháu gia đình của chị. Chị cố gắng là người tôn kính yêu mến Chúa và người sốt sắng và chị mong rằng có con của mình được nói những câu để có thể sau này cùng gặp nhau trên siêu đài. Đây là lời chị nhắn nhủ với con cháu. Chị xin phép sự chắc này chúng ta cùng nhau và cũng nhắc nhở cho các chúng ta không chỉ là con cháu của chị không có tất cả các điều mà con cháu của Chúa cả được biết Chúa hay không. Chúng ta cũng nhớ tin Ngài vì chúng ta sẽ bây giờ là lời cảm tạ của gia đình xin tiếp tục. Trân trọng cảm ơn quý vị đã đến đây để chia sẻ
sự mất mát của trong gia đình. Và sau cùng tất cả những bạn bè của con cái cũng như là bạn bè của cháu và Phạm Thanh Toàn, dù chúng tôi chưa có dịp gặp mặt để chào đón quý vị, nhưng qua đây thì là chào đón thì chúng tôi không có gì biết mặt quý vị, cho nên như một lời chào cũng như một lời cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây để chia sẻ nỗi buồn của gia đình của chúng tôi. Và xin Chúa ở cùng tất cả quý vị và ban phước lại cho quý vị trong những ngày sắp tới. Chúng ta bắt đầu sau khi buổi tang lễ xong thì gia đình có một phần thức ăn nhẹ. Xin mời tất cả quý vị bước ra phía bên hông đây, chúng tôi sẽ có thức ăn nhẹ cũng như nước uống để quý vị nào chưa có gì nói chuyện thông công với gia đình, xin mời quý vị có gì trong dịp này để có thể nói chuyện và chia sẻ với gia đình. Và sau khi mục sư cầu nguyện chúc phước thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị nào ở nhà phía sau có đại đánh giếng đi dẫn lên đây và gặp gia đình và chúng ta đi thăm các bạn. Hôm nay thì thời tiết không thuận lợi, thì mưa bão, cái thời gian không thuận lợi thứ hai, nhưng mà tất cả thấy rất là đông đủ mọi người đến đây để tham dự năm tài hôm nay. Thì nói đây là tấm lòng thương yêu của mọi người dành cho gia đình. Cảm ơn Chúa vì đã xảy ra, cảm ơn Chúa có nhiều sứ điệp chúng ta nghe từ Chúa. Nhưng tất cả những việc của Chúa dù chúng ta sống trong thân thể này, dù ta nó khỏi, chúng ta làm hết sức để nền lòng Chúa, nhân những việc của Chúa. Kính mời quý vị đứng lên, chúng ta hãy cùng hát một bên. Kính mời mục sư Phạm Thanh Toàn về. Con bên chân thần Thank you.
Yeah.
trước đó, đã mưa rồi. Thank you.
trở lên kiếp em ra đó. Thank you.
Duyên, chị Duyên, chị Duyên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
holidays. Oh, Merry Christmas. Một, hai, ba. Thank you.
Thank you.
By myself. Chị My đâu ra vậy? My, you drive on my own.
And one, do you like flower? Me? Can I too? And the flower over here. Oh. Chị ai cầm mấy pass? Cầm trước đi. Cầm trước rồi đổi sao Mi? Mi. Cầm cái bông nào? Dạ. Kề kem đồ nè, kem đồ hai đứa này nè. Rồi. Các anh cuối cùng rồi. Cho Linh cầm chung luôn đi. Ê, đưa cho Linh cầm được không? Bạn Nguyên, đưa cho Linh cầm luôn đi. Kem đồ, con. Nó dẹp qua đó Cương, để cho cái đường đẩy xe ra đó. Cái dù che cái tấm hình được không? How about you reverse? They kind of come back. They're still, they haven't moved yet. Okay, go from here. Tại vì cái tấm hình sợ trời mưa. You gotta walk. You're leading the casket out. That makes you I know, but I was opening the door to go. Đây Nelson đi với em đi. Nelson, go with me. Em quay về nhiều đứa nữa. Nhưng mà cái tấm hình trời trời luôn. Yeah. No, I'm good. Đây con có. Không. Me, Riva, go together with me. Trời, gì hả? Còn cái... Mom, Ravi. I know, I need the emerald.
Okay. Hey, no. No, no. Wash and place one hand on the side, okay? Three and three on each side. Sample. No, you have to. Yeah, to hold them. Hi, my flower crew. Follow me. You're gonna lead the first sample. Oh, quá. Tao cần cái dù để che cái máy. Dù đâu? Dù đưa cho tụi nó rồi. Dù nãy đưa cho Thu rồi. Không che cái máy, lát nữa ướt cái máy. Chết bà, mấy đứa này kêu đéo đem dù mà nó. Chết, tại tao cần cái dù nè. Can I go inside, Julie? Yes, I'm. Do you have to go inside? Yes, yes, you already have. Cái chỗ bông á, một đống umbrella đó ở ngoài đó đó, chỗ cái bông tại vì quan tài phải vô đó. Thank you.
con đi nhỉ? Hay là sao? Sao? Ok, sao? Tuy Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ gặp Đức Chúa Giêsu đến với Ngài. Chúng ta hiệp ý cùng tạ ơn Chúa vô cùng vì ơn yêu thương của Chúa. Chúa có một chương trình thật là kỳ diệu, một người được chào đời và đến thời điểm Ngài cho phép được an nghỉ khỏi những lao nhọc để được trở về với Ngài khi tiếp nhận Chúa làm của Chúa của đời sống mình. Chúng con kính dâng thì giờ này cầu xin Chúa ở cùng với tổ tớ của Chúa, mục sư được ơn của Chúa để nhắc nhở chúng con, tất cả mọi người biết rằng khi chúng con tiếp nhận Chúa, khi chúng con là con của Chúa, việc này không chỉ lo cho chúng con trong cuộc đời này, nhưng mà cả cõi đời đời được ở trong vòng tay yêu thương ấm áp của Ngài. Chúng con biết ơn Ngài. Chúng con thành kính dâng phó thế giờ này trong sự dẫn dắt của Thiên Chúa và con người nhân dân. Chúng ta sẽ gặp lại nếu mà chúng ta đặt niềm tin của chúng ta nơi Chúa cũng thấy gì siêu, chúng ta sẽ gặp lại điều của mình. Mọi người đặt niềm tin nơi Chúa cũng thấy gì siêu, chúng ta sẽ gặp với nhau tất cả chung vui tại trong sân này hoặc trên sân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thiên hạ là sông đẹp xinh không thể quên ra. Sông này loài học của thân dân muôn đời, sông tràn từ ngôi đức Chúa Trời. Nay mai lên thờ sông muôn chung kết luôn lên trên sông kia lòng ta luôn sáng ngời, trên lăng đèo treo xuống muôn đời. Vâng, ta sẽ chung hát mọi điều nào là sông đẹp xinh không thể quên. Vì đã đẹp lòng Đức Chúa Trời toàn năng và theo ý định tốt lành đời đời của Ngài, Chúa các linh hồn của anh toàn mọi thế gian này, và nhân vì hy vọng vững chắc về sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta trong buổi hôm nay chúng ta tạm gửi thân xác trong phần bụi đất sẽ trở về với bụi đất và trông đợi đến ngày Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm và lấy quyền năng tối thượng của Ngài mà khiến kẻ chết rồi Ngài sống lại và lần Chúa chém bánh đựng đem mấy cái bông này về nhà Thank you.
cho đến ngày Chúa quan lâm thì sẽ không đi trước những người đã ngủ. Vì khi có hiệu lệnh ban ra với tiếng gọi của Thiên Sứ Trưởng cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bây giờ những người chết ở trong Đức Christ sẽ sống lại trước tiên. Thế đến, chúng ta là người đang sống và còn lại sẽ được cất lên như người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời này mà an ủi nhau. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa, chúng ta có lời của Chúa rất là rõ cho chúng ta biết tương lai sáng ngời của tất cả chúng ta, bởi vì Ngài là đấng cứu thế, Ngài là đấng tạo hóa, và Ngài chết thế thì chúng ta Ngài đưa bàn tay để nói rằng chúng ta nhận lấy sự cứu rỗi và sống trời đời chúng ta. Chúng ta nhận nhận chúng ta thì giờ này chúng ta giao phó thể xác của anh Phạm Thánh Toàn về trong vùi đất. Một lần nữa chúng con vui mừng, chúng con cảm tạ ơn Chúa, chúng con vừa đọc qua lời của Ngài. Đây là lời của Chúa ban cho mỗi một chúng con, nhất là ban cho tan quyến ở trong thời giờ này. Để họ có niềm vui, có sự bình an, có sự hy vọng để bước đi theo Chúa một cách gần gũi, để rồi tất cả chúng con là những người đặt niềm tin chúng con nơi Chúa của Thế Giê-xu, chúng con sẽ hội ngộ với những người thân của chúng con. Chúng con sẽ sống với Chúa của chúng con đời đời. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, chúng con trao thân thể của anh và Thánh Toàn khác buổi trở về với các chúng con được cảm tạ ơn Chúa và cùng trong danh Chúa cứu thế Giêsu. Amen. Chúng ta dâng lên Chúa Giêsu Chúa cứu thế chúng ta lời cầu nguyện và chính Ngài dạy chúng ta. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, thiên danh Cha được tôn vinh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay cầu nguyện. Chúng ta tội lỗi chúng con, nhưng chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Hallelujah, kinh thêm Giê-xu. Hallelujah. Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn.
mang tình yêu thương đời đời của Đức Chúa Cha, ân sủng diệu kỳ của Cứu Chúa Jesus Christ, quyền năng, sự an ủi của Chúa Thánh Linh ở cùng tất cả tan quyến và mỗi người chúng con. Xin cho chúng con tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa của mình, trung tín theo Chúa cho đến cuối cùng, để gặp lại người thân yêu chúng con trong nước vĩnh hằng của Chúa. Amen. We are the champions. We will find the victory.